Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến trực tiếp đối với 18 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản 3 nội dung. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết các nội dung được cho ý kiến tại kỳ họp này được chia thành 3 nhóm, trong đó nhóm vấn đề thứ nhất là tiếp tục cho ý kiến các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024, gồm cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, cho ý kiến về 5 dự án luật dự kiến trình Quốc hội thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ 7. Về nhóm vấn đề giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Đối với nhóm vấn đề quan trọng quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023. Tờ trình số 112 của Chính phủ về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, phía Tây, đoạn Gia Nghĩa, Đắk Nông, Trơn Thành, Bình Phước. Đối với các nội dung xem xét thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội năm 2023, cho ý kiến về tờ trình số 1 của Chủ tịch nước về việc ký hiệp ước vay giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế IBRD cho dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Xem xét báo cáo của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 8, quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm Tin học thành Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2024.